Nhiều người mê thương hiệu Ford của Mỹ vô cùng tiếc nuối khi nghe nguồn tin này, bởi vì Ford Everest thế hệ mới sẽ ra mắt và phiên bản V6 3.0 sẽ được phân phối ở nhiều thị trường phù hợp với nhiều chiến lược khác nhau của hãng. Và điều đáng nói là nguồn tin này dẫn đến cho giới mê xe Ford của người Việt cảm thấy khá là hụt hẫng, bởi thế hệ sử dụng động cơ V6 sẽ không về Việt Nam. Ford Everest 2022 ở Úc có 4 phiên bản Ambient, Trend, Sport, Platinum. Động cơ Biturbo 2.0 sẽ hiện diện trên phiên bản Ambient và Trend, và có lựa chọn hệ thống dẫn động 4 bánh, còn hai phiên bản cao cấp là Sport và Platinum sẽ được trang bị động cơ diesel V6 dung tích là 3.0 với hệ dẫn động 4 bánh là tiêu chuẩn. Trong đó, điểm khác biệt ví dụ như Ford Everest tại thị trường Việt sẽ chỉ có hai phiên bản động cơ tăng áp đơn dung tích 2.0 và động cơ tăng áp đôi biturbo dung tích 2.0. Trong khi đó, thị trường Úc thì sẽ có hai loại động cơ là biturbo 2.0 và turbo diesel 3.0 V6. Ở hai bản cao cấp còn có, đó là Ford Everest bản Sport được nâng cấp la răng lên đến 20 inch so với tiêu chuẩn chỉ là 17 inch. Ghế trước có sưởi âm thanh 10 loa, hệ thống giải trí là Sing kết nối với đám mây, màn hình cảm ứng cỡ 10,1 inch. Ở bản cao cấp nhất là Platinum có thêm đèn pha LED Matrix la răng 21 inch, màn hình giải trí là 12 inch, màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, hệ thống âm thanh cao cấp của B&O 12 loa. Đèn viền nội thất hàng ghế thứ hai có sưởi, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động. Thiết kế mới của Everest thế hệ mới cũng giúp cho hàng ghế thứ ba trở nên rộng rãi hơn, tạo không gian thoải mái cho một gia đình với 7 chỗ ngồi. Và với cấu hình này thì Everest sẽ cạnh tranh với các đối thủ có thể như là Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota Fortuner hay là Mitsubishi Pajero Sport. Với việc thiếu vắng phiên bản động cơ dầu diesel V6 dung tích là 3.0 của Ford Everest ở tại thị trường Việt thì nhiều người tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu muốn có thể thông qua con đường nhập khẩu, dự kiến với giá những xe có dung tích xi lanh lớn hơn không hề dễ chịu một chút nào khi làm thủ tục nhập khẩu vào thị trường Việt. Everest thế hệ mới sẽ được trang bị hầu hết các công nghệ an toàn chủ động và bị động tiên tiến, nhưng sẽ có sự khác nhau ở một số tính năng tại các thị trường khác nhau. Dự kiến là xe mới của Ford Everest sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt vào quý 3 trong năm 2022. Everest thế hệ mới có đến 6 chế độ lái bảo đảm cho chiếc xe hoạt động đa địa hình. Các chế độ lái bao gồm Normal, Eco, chế độ kéo và trở nặng, vận hành trên bề mặt trơn trượt, chế độ đi bùn lầy và chế độ vận hành trên cát. Như chúng ta đã biết, mẫu SUV 7 chỗ này đã được lột xác toàn diện về thiết kế và đi cùng với nhiều nâng cấp tiện nghi, an toàn và hỗ trợ lái để mà tiếp tục trở thành một mẫu xe hấp dẫn trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Sau 7 năm được bán ra ở trên thị trường thì Ford Everest đã ra mắt thế hệ mới được phát triển trên cùng một nền tảng với Ford Ranger thế hệ mới. Ford Everest thế hệ mới được lột xác toàn diện về thiết kế. Phần đầu của xe Everest mới sở hữu cụm đèn pha full LED cỡ lớn, tích hợp giải đèn LED định vị, tạo hình chiếc boomerang, tương tự như là phong cách thiết kế của người em bán tải Ranger 2022. Lưới tản nhiệt thiết kế đơn giản, sử dụng một nan chính ở giữa nối liền với cụm đèn pha LED. Nhìn từ phía sau thì cụm đèn hậu full LED của Ford Everest được tạo hình sắc sảo hình chữ C và được nối liền bằng một thanh nẹp khỏe khoắn. Vị trí cột đi được tạo hình bằng thanh nẹp ô cửa mạ rôm, mang đến vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm hơn cho một chiếc SUV. Vì được phát triển trên cùng một nền tảng với Ranger mới thì Ford Everest mới sở hữu nội thất hiện đại với nhiều đổi mới, bao gồm màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số, phanh tay điện tử, bên cạnh các trang bị tiện nghi khác như là cần số điện tử, núm xoay chọn chế độ lái, bên cạnh ứng dụng Ford Pass để người dùng có thể mở hay là đóng khóa, kiểm tra tình trạng xe từ xa qua điện thoại. Màn hình thông tin giải trí 10,1 inch sẽ được trang bị ở phiên bản Ambient và 12 inch ở phiên bản Trend, Sport và Platinum.
Ngoài ra thì các phiên bản Ambiente, Trend và Sport có cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Trong khi phiên bản Platinum có màn hình là 12,4 inch lớn hơn các màn hình đang chạy hệ thống Sync 4A mới nhất của Ford. Xe đi kèm các trang bị động cơ tiện nghi khác như là sạc điện thoại không dây, bản Sport và Platinum có ghế trước sưởi và thông gió. Phiên bản Platinum hàng đầu cũng có điều chỉnh điện 10 hướng và nhớ ghế lái, cũng như là hàng ghế thứ hai có sưởi và vô lăng sưởi. Hàng ghế thứ hai trượt với lưng ghế chia 60-40, trong khi các phiên bản Platinum có hàng ghế thứ ba chia 50-50, có thể gập lại chỉ bằng một nút bấm mà thôi. Xe được trang bị khối động cơ dầu 4 xi lanh dung tích 2.0 tăng áp kép và bên cạnh đó còn có thêm tùy chọn động cơ dầu dung tích 3.0 V6 cho thị trường Úc. Sức mạnh được truyền xuống hai cầu hoặc là một cầu trên bản thấp thông qua hộp số tự động 10 cấp. Ở một số thị trường thì Ford Everest 2022 sẽ có phiên bản động cơ xăng 4 xi lanh dung tích là 2.3 tăng áp EcoSport. Ford Everest thế hệ mới sở hữu nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ lái, gồm cả hệ thống điều khiển hành trình thích ứng thông minh hỗ trợ đánh lái tránh né. Ngoài ra còn có chức năng hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ va chạm phía trước và phía sau, hỗ trợ cảnh báo điểm mù. Ford Everest tiếp tục sử dụng cấu hình khung gầm rời body on frame và có chiều dài cơ sở dài hơn là 50mm, tức là 1,9 inch so với thế hệ cũ. Tất cả các phiên bản của Everest thế hệ mới đều được trang bị bảo vệ gầm, khóa vi sai phía sau và chế độ lái địa hình có thể lựa chọn và hai móc kéo ở phía trước. Everest cũng có độ sâu lội nước là 800mm.